Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com. Trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả quá trình phát triển của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này, tôi đã chia sẻ và chứng minh những giá trị thực tiễn này vào trong thị trường bằng chính những phương pháp và kiến thức của bản thân tôi xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua, bằng chính những khả năng trade line, show full tài khoản và cứu tài khoản cho khách hàng. Tất cả những giá trị thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex, tôi mong muốn rằng mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này đều phải yêu cầu thầy của bản thân chính các bạn, hoặc những ai mà các bạn tìm hiểu trên thị trường giao dịch Forex này, họ phải chứng minh bằng thực tế, bằng chính những giao dịch, giá trị tài khoản trên thị trường cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá rõ những giá trị này khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng các giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex chỉ có bằng thực tiễn mới. Đó mới là thước đo của những giá trị để chúng ta nhìn nhận và đánh giá. Ai cũng có thể nói rằng bản thân chúng giao dịch được, ai cũng có thể nói rằng bản thân chúng đẳng cấp thế này hay thế khác, ai cũng có thể nói rằng bản thân chúng là á quân thế giới và gì nhỉ, là nhiều năm kinh nghiệm và đang quản lý cho hết quỹ này quỹ khác ở trên thị trường. Nhưng có một thực tế chỉ ra rằng chỉ có chứng minh thực tiễn ở trên thị trường mới cho chúng ta được cái nhìn nhìn nhận về những giá trị thực tiễn trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị chúng tôi chứng minh và những giá trị chúng tôi cho nhà đầu tư thấy rõ bằng chính những tài khoản, bằng chính những giá trị giao dịch ở trên thị trường để cho nhà đầu tư thấy rõ về những điều này. Mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn đừng có nghĩ rằng thị trường này là dễ và đơn giản. Những ai cho rằng thị trường này dễ và đơn giản, người đó phải trả những giá rất là đắt. Chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là đơn giản mất tiền, phá sản mà thôi. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải lưu ý. Tôi xin chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com. Đều phải yêu cầu thầy của bản thân chính các bạn hoặc những ai và đơn giản. Những ai cho rằng thị trường này dễ và đơn giản, người đó phải trả một giá rất là đắt. Chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là đơn giản mất tiền, phá sản mà thôi. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải lưu ý. Tôi xin chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.